Hạnh phúc không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều được hoàn hảo. Bài viết được chia sẻ từ trang Facebook của nàng ca sĩ Đài Ngọc. Ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, không có ai là muốn mình có nỗi đau. Nhưng khó mà có một chiếc cầu vồng nếu như không có một chút mưa. Thứ gì cũng có giá của nó, hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Chút khó khăn, chút thử thách, có thể đó là gia vị của hạnh phúc khi chiến thắng. Hạnh phúc là lựa chọn, không phải là một kết quả. Sẽ không gì có thể làm cho bạn vui cho đến khi bạn chọn trở lại niềm vui. Không ai có thể làm cho bạn vui cho tới khi bạn quyết định mình phải vui vẻ. Hạnh phúc sẽ không đến với bạn, nó chỉ có thể đến từ bạn. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ phải hoàn hảo, mà nó có nghĩa là bạn quyết định nhìn thấu sự không hoàn hảo. Trong mỗi hoàn cảnh, luôn có điều gì đó rất tốt đẹp. Nếu bạn nhìn ra nó, bạn sẽ cảm nhận được đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi những gì bạn nghĩ, bạn nói, bạn làm đều hài hòa với nhau. Bạn sẽ không bao giờ phải nói dối, không bao giờ phải hối hận và nuối tiếc. Làm những gì bạn thích, đó chính là tự do. Thích những gì bạn làm, đó chính là hạnh phúc. Có trong ta những thứ tốt nhất, không biến bạn thành người hạnh phúc nhất. Mà người hạnh phúc nhất là tạo ra những điều tốt nhất từ mọi điều đang có. Thái độ quyết định tất cả, chứ không phải là hoàn cảnh. Chúng ta đừng nản lòng. Tiền bạc chỉ là những con số và chẳng bao giờ có hồi kết. Nếu như phải mất tiền để hạnh phúc, thì hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bạn sẽ không bao giờ chấm dứt. Còn ví như bạn nghĩ đến tiền có thể mang lại hạnh phúc cũng tốt thôi. Tuy nhiên đừng mãi kiếm tiền quá nhiều, cũng chưa chắc là hạnh phúc. Giá trị của hạnh phúc đối với mọi người là hoàn toàn khác nhau. Nó sẽ là tình yêu đối với một số người này, nhưng có thể là tài sản đối với những người khác. Đừng đếm số tuổi mà hãy đếm bạn bè. Đừng đếm nước mắt, hãy đếm nụ cười. Đừng đếm nỗi đau, hãy đếm hạnh phúc. Nếu phải đếm, sao chúng ta không nên đếm những điều tốt đẹp? Thành công là đạt được những gì bạn muốn. Hạnh phúc là trân trọng những gì bạn đang có. Vậy làm sao để vừa thành công vừa hạnh phúc? Đó chính là trân trọng những gì bạn đã từng đạt được. Vì có phải là bạn đã từng mong muốn nó như thế hay sao? Chân thành cảm ơn ca sĩ Đan Ngọc đã chia sẻ một bài viết rất là hay, rất là sâu sắc để chúng ta tìm được hạnh phúc trong từng chia sẻ.